Còn tại khu vực đồng bằng, dù nhiệt độ không thấp như ở vùng núi, nhưng cũng có thời điểm ở mức rét hại. Vào buổi sáng, mức nhiệt chỉ ở khoảng 10 độ C, khiến cho việc đến trường của các em nhỏ và các bậc phụ huynh gặp khá nhiều khó khăn. Phản ánh của nhóm phóng viên VTC14 trong sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Trong ngày, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu đông, anh Dương Thanh Yến phải nán lại ít phút ở trường để dặn dò con trẻ. Dù đã trang bị cho cháu khá nhiều quần áo ấm, nhưng anh vẫn hết sức lo lắng. Người lớn chúng ta ra đường rất là lạnh rồi, sáng ngày ra thì các cháu đi với ngoài cái trang phục, đồng phục của nhà trường ra, còn phải trang bị cho các cháu về khăn, khẩu trang, bịt tai và mặc thêm áo bông, quần, mặc thêm quần trong, giày dép phải rất là cẩn thận bởi vì cái thời tiết này rất là lạnh. Nếu như các cháu mà không được trang bị đầy đủ thì ra đường rất là cảm lạnh và liên quan đến các bệnh phổi. Điều đáng chú ý là so với các năm trước đó, các bậc phụ huynh đã chủ động hơn với thông tin thời tiết nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cháu mỗi khi đến lớp. Các trường học cũng có những kế hoạch để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Với lứa tuổi mầm non thì việc đến lớp dường như khó khăn hơn rất nhiều. Đứa thì gật gù ngái ngủ, đứa thì nước mắt ngắn dài. Thời rét thì cháu phải trang bị áo, khẩu trang đấy, nhưng mà chưa kịp đi để lạnh quá. Rất là rét, buốt, trẻ con dễ ốm lắm nên là phải mặc áo ấm, hay ho nữa. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ thì học sinh mới được nghỉ học. Dù vậy, nhiều em vẫn cảm thấy rét buốt hơn những năm trước là do đã trải qua thời gian dài nắng nóng và mùa đông ấm trong giai đoạn đầu nên chưa kịp thích nghi. Cái ngưỡng nhiệt trong ngày của Bắc Bộ ngày nay thì ở cái khu vực đồng bằng và trung du thì nó khoảng 17 đến 18 độ, nhưng ở cái vùng núi thì chúng tôi vẫn dự báo khoảng 14 đến 15 độ, và như nói ban đầu cái nhiệt độ tối thấp và tối cao cộng lại trung bình ngày nó vẫn dưới 15 độ, nhưng mà ngày nay vẫn còn rét đậm, và sang những ngày tới thì cái nhiệt độ tối thấp nó sẽ, tức là nhiệt độ thấp nhất trong ngày nó sẽ tăng dần, cái nhiệt độ cao nhất trong ngày có xuống, nó tăng dần lên là cái nhiệt độ trung bình ngày trên 15 độ, như vậy thì khả năng xảy ra cái rét đậm trong những ngày tới nó sẽ giảm đi, không còn nữa, chủ thu hẹp cái vùng rét đậm lại. Dù mùa đông năm nay được dự báo là ấm hơn do El Nino, nhưng không vì thế mà không có những đợt rét ngắn cực đoan. Các nhà trường cần có kế hoạch hoạt động hợp lý và các bậc phụ huynh luôn theo sát các thông tin thời tiết để chủ động đảm bảo sức khỏe cho con em mình.